Chào tất cả các bạn. Trên tay mình đang là hai thiết bị của Apple, một chiếc iPhone XR và một chiếc iPhone 12 Pro. Hôm nay mình sẽ thực hiện clip này để so sánh hai thiết bị này, xem nó sẽ có những cái gì thay đổi và những cái gì khác biệt nhiều so với nhau. Đó, dòng 12 này nó sẽ tương ứng với cái dòng 12 series như là iPhone 12, 12 Pro. Đó, là kích thước nhỏ gọn tương đương như thế này. Và dòng XR này nó sẽ đại diện cho những cái thiết bị ví dụ như iPhone XR, iPhone 11. Đó. Và thì nó sẽ có một cái kích thước tương tự nhau. Đó. Những cái dòng từ bắt đầu từ dòng 12 series thì nó đã cải tiến rất là nhiều rồi, nó sẽ làm cho chúng ta một thiết bị đó là viền vuông, đó, vuông như thế này thay đổi chứ không còn viền bo cong tròn như những thiết bị từ 11 trở về trước nữa. Và một cái nữa đó là nó sẽ áp dụng toàn bộ là màn hình LCD vào thay màn hình OLED vào thay cho màn hình LCD, cho nên là nó sẽ làm được cái viền mỏng hơn, độ sắc nét hiển thị tốt hơn rất là nhiều so với những cái thiết bị như iPhone 11 và iPhone XR trở về trước. Đó. Ok, đầu tiên thì mình sẽ điểm về cái kích thước trước, thiết kế bên ngoài. Các bạn có thể nhìn thấy dòng iPhone 12 series nó sẽ nhỏ hơn tương đối là nhiều. Đó. Nó sẽ nhỏ hơn so với kích thước của cái dòng 11 series. Đây, các bạn có thể nhìn thấy khi chúng ta đặt cạnh nhau này, về chiều dài cũng như là chiều ngang nó sẽ hụt đi một chút. Đó. Cầm nắm nó sẽ gọn gàng hơn nhiều, nó sẽ không bị nhỏ như thế này. Tuy nhiên, về kích thước màn hình sẽ đều là 6.1 inch. Đó. Máy nhỏ hơn nhưng mà kích thước màn hình lại bằng nhau. Bởi vì sao? Bởi vì cái viền đây, các bạn có thể nhìn thấy cái viền nó làm nó sẽ mỏng hơn rất là nhiều nhá so với cái viền của dòng 11. Đây, các bạn có thể nhìn thấy đây. Mình sẽ để xa hơn cho các bạn nhìn. Đấy, cái viền nó mỏng hơn nhá, viền màn hình mỏng hơn. Do cái màn hình của XR và X11 ấy nó sử dụng cái tấm nền LCD cho nên nó không thể làm cong được sang cái viền nhỏ cái cong nữa, mà nó chỉ làm sát đến cái phần bằng thôi, bằng phẳng, nên là cái viền màn hình nó sẽ tương đối là dày. Đó. Kể cả cái độ hiển thị sắc nét các bạn nhìn thấy đây, nó cũng sẽ không sắc nét được bằng. iPhone XR này thì chúng ta sẽ có một cái độ phân giải là 828x1792. Đấy. Và cái mật độ điểm ảnh là 326 ppi. Đó. Độ sáng thì chỉ được là 625 nit thôi. Đấy. Cho ra nên ra ngoài ánh sáng nó sẽ bị tối cũng như là nó sẽ không được sắc nét nữa. Đấy. Còn riêng cái dòng 12, 12 và Pro này thì nó sẽ có một cái mật độ điểm ảnh là 1170x2532. Đấy. Độ phân giải rất là tốt. Cái độ sáng của nó tối đa là 1200 nit, coi như là gần gấp đôi, gấp đôi so với cả XR, nên là ra ngoài ánh sáng màn hình nó sẽ hiển thị sáng hơn và sắc nét hơn rất là nhiều. Rồi thì đấy là về cái màn hình, các bạn có thể nhìn thấy là kích thước, ngay kích thước màn hình nó đã khác nhau rồi, cái thiết kế nó cũng đã khác nhau rất là nhiều. Rồi tiếp đến mình sẽ nói về cụm camera. Cụm camera thì dòng 11 cũng như 12 thì nó sẽ nâng cấp hơn so với dòng XR này, là sẽ có 2 camera, còn dòng 12 Pro thì nó sẽ có 3 camera như thế này. Đó. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn có thể chụp ảnh được với cam thường cũng như là cam X2 của dòng XR. Đồng thời chúng ta sẽ chụp được một cái chân dung, camera chân dung nhá, ảnh chân dung ấy, ảnh portrait ấy, đấy, đối với dòng XR. Đó. Còn dòng 12 Pro thì các bạn sẽ có thể sử dụng rất là nhiều. Chúng ta sẽ có thêm một cái cam góc rộng, đấy là cái đặc biệt khác nhau hoàn toàn so với những cái dòng XR và XS Max là không có cam góc rộng. Đó. Và chúng ta sẽ có một cái chụp ảnh chiều sáng nét hơn, chụp ảnh chiều sâu, đo được chiều sâu nữa. Đấy. Thì đấy là về cái camera của những cái dòng thiết bị này. Theo mình đánh giá thì cùng là độ phân giải 12 megapixel nhưng mà tuy lên mỗi đời thì iPhone, Apple nó đã nâng cấp lên camera cho chúng ta được sắc nét hơn cũng như được chi tiết hơn và chụp chiều sáng được tốt hơn. Đó. Thì đấy là những cái nâng cấp đáng giá về camera. Và thậm chí khi các bạn nhìn này, cụm camera, ba camera nó sẽ nhìn nó sẽ to hơn, sang trọng hơn một chút nhá. Cảm giác cũng sẽ sang trọng hơn so với dòng những camera đơn như thế này. Rồi, ok. Thậm chí cả những cái đèn flash hỗ trợ sáng nó nhá, nó sẽ được to hơn, nhiều màu sắc hơn. Đấy, như vậy thì nó sẽ mang lại cho chúng ta nhiều ánh sáng hơn mỗi lần chụp ảnh. Và nó sẽ trung hòa những cái màu sắc của ánh sáng trong khi chụp ảnh. Đó, ok. Đấy, thì đấy là về cái thông số. Tiếp đến thì chúng ta sẽ nói về một cái con chip sử dụng. Thì chiếc iPhone XR này thì ra mắt tận năm 2018. Đó. Và chiếc iPhone 12 series thì nó sẽ ra mắt sau 2 năm là iPhone vào năm 2020. Do đó con chip nó sẽ sử dụng chênh nhau tương đối là nhiều. Dòng XR này đã sử dụng con chip iPhone Apple Bionic A12. Đấy. Thì trên tiến trình là 7 nanomet nhá. Đó. Còn dòng 12 Pro này thì chúng ta được ra mắt sau 2 năm, cho nên nó sẽ cấu hình nó sẽ mạnh hơn và tất nhiên là con chip nó cũng sẽ tối ưu hơn rồi, đó là A14 Bionic và trên tiến trình là 5 nanomet. Đó. Thì cũng không phải nói nhiều về cái tốc độ xử lý của hàng chip này nữa, nó đã chênh nhau quá là nhiều và khá là mạnh rồi, mình cũng sẽ không nói nữa vì cái mức giá tiền nó cũng sẽ chênh nhau tương đối là cao. Nhưng mà cái mình đánh giá ở đây đó là về cái hai cái thiết bị này, càng ngày Apple nó sẽ càng làm cho chúng ta một cái thiết bị nhỏ gọn. Đấy, mang lại cho mình nhỏ gọn, mạnh mẽ, cấu hình mạnh mẽ, thiết kế đẹp hơn, vuông vức hơn. Đấy, và nó sẽ tinh tế hơn so với những thiết bị trước. Đó. Rồi, về viên pin thì sao? Viên pin của chúng ta thì chiếc
12 Pro này do máy nhỏ hơn nên dung lượng pin nó sẽ yếu hơn một chút, nó sẽ chỉ có là 2900 mAh thôi. Nhưng dòng XR này chúng ta sẽ có là dòng 12 Pro này chỉ có 2800 mAh thôi, nhưng dòng XR này sẽ lên là 2942 mAh đó. Bên cạnh đó, do cái màn hình của nó là màn hình LCD cho nên dung lượng pin nó sẽ tiêu tốn ít hơn nhiều so với cái màn hình OLED, do đó cái thời lượng pin dành cho iPhone XR sẽ lâu hơn, tốt hơn và sử dụng được lâu dài hơn tương đối là nhiều so với dòng series 12 đó. Thì đấy là cái điểm trừ điểm bù mà những thiết bị này mang lại cho chúng ta. Đấy, vẫn là những cái thiết kế quen thuộc này, vẫn thiết kế quen thuộc, các nút bấm vị trí giải loa như nhau, tương tự nhau, Face ID tương tự nhau đó, nên là cũng không có thay đổi nhiều, chỉ có cái phần tai thỏ các bạn thể nhìn thấy này, nó sẽ làm gọn hơn. Đấy, đây các bạn thể nhìn thấy thì nó sẽ thiết kế nhỏ gọn và tinh tế hơn, nó không bị dày quá nhá. Đây, nó không bị dày quá so với những cái phần của XR nữa. Đấy, phần tai thỏ sẽ gọn gàng hơn một chút. Rồi, mình sẽ nói tiếp về cái cấu hình, cái thiết kế, trọng lượng thiết kế của hai thiết bị này. Vừa rồi lúc nãy thì mình sẽ nói sơ qua thôi, bây giờ mình sẽ nói chi tiết hơn. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ có một cái thiết kế của iPhone XR. XR của chúng ta là 194g nhé, trọng lượng. Đấy, còn dòng iPhone 12 Pro là 189g. Đấy, nó sẽ nhẹ hơn một chút. Nếu mà các bạn so sánh với iPhone 12 nó sử dụng viền nhôm ấy, thì nó sẽ nhẹ nữa cơ. Nó chỉ khoảng 180g thôi. Đấy, thì như vậy là dòng 12 nó sẽ nhẹ hơn tương đối là nhiều so với dòng XR này. Đó, cầm nắm nó cũng sẽ thích hơn vì nó vuông vức, không bị trơn trượt. Còn dòng XR này do nó làm bó cong nên cầm sẽ dễ bị trơn. Rồi, tiếp đến thì mình sẽ nói về cái kích thước. Kích thước của chiếc XR này này nó sẽ to hơn. Ví dụ như chiều dài của chúng ta, chúng ta sẽ có một cái chiều dài này là 150,9mm. Đấy, 15 nhá, 15,9cm. Đấy, kích thước chiều dài này. Đó, còn XR này, còn iPhone 12 này của chúng ta, kích thước thì nó chỉ có là 146 thôi, 14,6. Đấy, 146mm. Đấy, 14,6cm. Đó, thì đấy là cái chiều dài. Rồi, về chiều ngang thì chúng ta sẽ có một thiết bị là 7.1. Đây, 7.1 và một thiết bị là 7.5. Đấy, 7,1cm và 7,5cm. Đó, đây là cái chiều ngang. Và về bề dày thì chúng ta sẽ có một thiết bị là 8.3mm nhé, rất là dày. Theo mình cầm nắm tương đối cục mịch cái dòng XR này, tương đối là dày. Đó. Còn về cái dòng 12 Pro thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế nhỏ nhắn vuông vức như thế này. Và độ dày chỉ là 7,4mm thôi. Đấy, tương đối là đẹp và mỏng, cầm nắm khá là thích. Đó. Thì đấy là những cái thiết bị, những cái thông số cơ bản của cái dòng này. Cả hai thiết bị này thì đều sử dụng một con RAM. Ở dòng 12 Pro thì chúng ta sẽ có một cái RAM là RAM 6GB và bên này nó chỉ có RAM là 3GB thôi. Đấy, gấp đôi dung lượng. Do năm sản xuất nó sẽ khác nhau. Năm sản xuất là cách nhau 2 năm cho nên là cái cấu hình chip này, dung lượng này, RAM thì nó cũng sẽ tương đối khác nhau nhiều. Dòng 12 thì mặc định nó sẽ là 128GB rồi. Còn tuy nhiên cái dòng XR, IS Max cái thứ này thì mặc định nó chỉ có là 64GB thôi. Thì đấy cũng là một cái thông số cấu hình chênh lệch nhau tương đối là nhiều. Tuy nhiên thì về cái giá tiền của hai thiết bị này nó cũng sẽ khác nhau. Dòng 12 Pro này nó sẽ đắt gần gấp đôi so với cái dòng XR. Đấy, thì cái đấy có thể các bạn đưa ra những cái cân nhắc để các bạn quyết định mua cái thiết bị của mình phù hợp với cái mức tiền. Và một cái điểm đánh giá nữa ở hai thiết bị này đó là về màu sắc. Thì dòng XR này sẽ cho chúng ta người nhiều lựa chọn màu sắc hơn, xanh đỏ tím vàng các kiểu. Đấy, còn dòng 12 này, 12 Pro này thì chúng ta chỉ có màu bốn màu cơ bản thôi, màu xanh, màu đen, màu vàng, màu trắng. Đó. Còn những cái dòng như iPhone 12 thường hay iPhone XR hay iPhone 11 thường thì sẽ có nhiều tùy chọn màu sắc để chúng ta thay đổi. Đấy, thì đấy là những cái điểm mạnh, điểm yếu của các thiết bị này. Các bạn có thể tùy phù hợp với nhu cầu sử dụng để có thể cân nhắc và đưa ra cái quyết định cho mình nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm clip của mình. Các bạn có thể vào trong playlist mình để tham khảo thêm nhiều cái video của mình chia sẻ cũng như là những cái so sánh khác. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn.